sensitive images, but in reality, it's absolutely heartbreaking. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Nếu vắng anh trên đời, cùng hàng em sẽ tới, thẫn thờ ngồi chờ trọi, như chó su chờ sương rơi. Chào Hello, những linh hồn yêu dấu nhất, my dearest, most chân quý nhất, appreciated, thương yêu nhất most của tôi. Beloved souls, chào quý vị nhân danh Thượng Đế, in the name of God, đấng tối cao. The most high. Gần đây chúng Recently, ta đã nói về một số bất trắc mà có thể xảy ra vào tháng 7 và tháng 8. And August. Bây giờ chúng and ta vừa bước sang tháng 8 now, và chúng ta cũng không chắc cả tháng này có an toàn hay không. Tuy nhiên tôi có cảm giác an toàn. Tôi có cảm giác bình yên. Đó có thể là điềm lành. Tháng 8, theo tiếng Anh là August, auspicious, tốt lành. Nhưng không ai biết được. Biết không, hiện giờ có lẽ tôi cảm thấy tốt hơn, lạc quan hơn, bởi vì con người đã được cảnh báo phải cư xử đúng đắn hơn, cầu nguyện nhiều hơn và tưởng nhớ Thượng Đế cùng tất cả các vị minh sư trong các vũ trụ. Hãy hy vọng vậy, hy vọng tinh thần này sẽ tiếp tục cho đến vài năm tới. Tại vì chúng ta không chỉ có tháng 8 thôi, mà luôn luôn sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn cho tới hết năm này. Tiếp tục. Có lẽ cho tới nửa đầu năm sau và có lẽ sẽ tới tận năm 2026, nhưng có thể sẽ đỡ hơn. Ngày nay thật quá khó để xác định khi nào thảm họa sẽ ập đến, khi nào chúng ta sẽ phải thực sự đối diện với biến cố chết người. Thậm chí, quý vị xem tin tức, khắp nơi thảm họa xảy ra không ngừng. Disasters are just relentless. Đôi khi tôi không dám xem quá sâu vào chi tiết. Sometimes. Và nhất là không muốn quý vị lo lắng bởi vì quý vị vẫn còn thân nhân và người nhà, bạn hữu đang ở ngoài vòng bảo vệ. Nhưng phải tìm một số tin tức cho truyền hình vô thường sư, nên đôi khi tôi cũng phải chia sẻ những biến cố, cảnh tượng đáng sợ này, mà thật đau lòng tôi không thể khóc cho đủ. Chẳng hạn như vài ngày trước, nếu xem bản tin, quý vị sẽ lập tức thấy ở Đại Hàn có 4.000 ngôi nhà đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt cứ như vậy đó, 4.000 ngôi nhà, đó có nghĩa là hàng ngàn người, kể cả trẻ em và người già, đã bị nuốt chửng mất. Mình không bao giờ có thể khóc đủ vì tất cả điều này. Ôi Thượng Đế, xin Ngài hãy thương xót, xin làm gì đó, xin đánh thức con người. Tôi thậm chí không được phép đi đâu để nói chuyện nữa. Cho dù tôi có đi, thì ai sẽ lắng nghe tôi đây? Rất ít, rất ít. Tôi vẫn cố gắng hết sức giữ hy vọng và mơ ước của mình giống như một số quý vị, những người đầy tình thương. The loving people. Xin hãy tiếp tục Please hy vọng. Keep up hope, okay? Cầu xin thiên đàng thương xót. Relent. Hãy tán thán Thượng Đế. Cảm tạ Thượng Đế mỗi ngày. Mỗi khi quý vị có một vài giây. Và thậm chí có rất nhiều căn bệnh mà so many diseases chúng ta chưa từng biết trước đây. Chưa từng nghe đến trước đây cũng tới, làm cho mình gặp rắc rối, lo lắng, sợ hãi và buồn phiền vì chúng ta phải nói lời vĩnh biệt với những người thân yêu và những người vô tội ở khắp nơi khi những căn bệnh này tấn công.
Ngày nay chúng ta không thể đếm có bao nhiêu người chết vì bệnh gì nữa, nhưng tôi chắc chắn có rất nhiều khổ đau trên khắp thế giới. Thế mà họ vẫn đánh nhau. Như thể một số người chết vẫn chưa đủ. Như thể nỗi sầu muộn vẫn chưa đủ. Như thể nỗi đau đớn vẫn chưa đủ. Như thể sự tàn phá còn chưa đủ. Ôi trời ơi! Nếu quý vị không tin rằng có một số người vô minh, thì bây giờ quý vị có thể thấy. Và nếu quý vị không tin ma quỷ hiện hữu chỉ để cám dỗ, lôi kéo con người làm những điều phá hoại và độc ác như vậy, và thậm chí giết lẫn nhau, giết người thân động vật hàng ngày, hàng tỷ mỗi ngày. Trời ơi, chúng ta có người thân động vật trong xí nghiệp nhiều hơn dân số loài người. Và người ta tiếp tục giết họ và tạo ra nhiều hơn, không phải như có một số lượng cố định rồi thì thôi. Tôi không biết phải làm sao con người có thể sống như thế này. Làm sao có thể được nếu đó không phải là ma quỷ dùng hình dáng con người, hoặc con người đang bị ma quỷ nhập và điều khiển. Không thể tìm được lời giải thích nào khác. Và chiến tranh vẫn đang tiếp diễn ở khắp nơi, thậm chí bây giờ còn nhiều hơn so với trước kia. Cứ như thế đó, có vẻ như vào lúc cuối, lửa của ngọn nến bùng lên, chói lòa, rồi mới tàn. Ôi, làm ơn, ngày nào tôi cũng cầu nguyện, ngày nào tôi cũng thiền rất nhiều, thậm chí không thể thưởng thức đồ ăn nào, không thể ngủ ngon. Tôi không biết những người khác, những người tốt bây giờ cảm thấy như thế nào. Nhưng tôi nghĩ họ cảm thấy tương tự, ít nhiều giống tôi. Và đó không chỉ là chiến tranh giữa con người với con người, mà còn có chiến tranh giữa con người với người thân động vật, và cả chiến tranh giữa các hệ thống tôn giáo, và chiến tranh giữa những người theo cùng một hệ thống tôn giáo. Quả thật có vẻ như chúng ta không có giải pháp nào. Nhưng thật ra chiến tranh giữa các hệ thống tôn giáo không phải là mới. Tại vì lực tà sẽ luôn nhảy vô để tuyên bố rằng chúng là Phật, là đấng cứu thế gây ồn ào để làm xáo trộn hòa bình, làm hoang mang những người nhẹ dạ, tóm họ vào vòng kiểm soát tàn bạo như địa ngục của chúng, bắt họ làm nô lệ không thương xót vì mục đích tà ác của chúng. Gần đây, chúng dường như phơi bày bộ mặt thật nhiều hơn giữa thanh thiên bạch nhật bởi những thủ đoạn ngu ngốc hay lạm dụng nào đó. Do đó, nhiều người sẽ có thể xác định nguồn gốc ma quỷ của chúng. Chỉ cần có một chút IQ là có thể nhận ra chúng. Trích từ tin mới nhất. Những ngôi chùa này chỉ quan tâm đến việc nhận cúng dường và ép buộc tuyên truyền mê tín dị đoan để thu hút nhiều cúng dường hơn. Người dân Việt Nam hiểu rằng việc cúng dường không sai, nhưng có một số thầy tu đã lạm dụng điều này để tuyên truyền mê tín dị đoan, gọi hồn, gọi ma, chữa bệnh để làm những việc khuất tất. Phát nguyện cúng dường, nó đòi bao nhiêu nợ mình cúng dường cho nó, trả nợ hết cho nó. Nó tha không đòi mạng, nó đòi bằng tài sản, bằng tiền, mình phải cúng cho nó. Nghe không? Thì thôi, một là mất mạng, hai là còn mạng mà phải mất tiền thì biết làm nào bây giờ. Cái vong hồn nó đòi phải cúng tiền cho nó thì nó mới hết, nó mới có phước, nó mới đi. Dù có uống thuốc gì, thuốc Mỹ, thuốc cái gì chăng nữa, cao cấp mấy, mà không giải được cái oan hồn này thì nó vẫn không thể nào cứu được, vẫn phải chết. Chỉ có những kẻ, cũng chính là ác quỷ, hoặc IQ quá thấp mới không thấy. Các vị hộ pháp thiên đàng sẽ quét sạch những ác quỷ này xuống địa ngục vĩnh viễn để bảo vệ những người vô tội, làm cho thế giới này trở nên trong sạch, chỉ cho những linh hồn xứng đáng. Chắc chắn là như vậy. Ngay cả khi Chúa Giê-xu còn tại thế, chính những hệ thống khác đã được thiết lập từ lâu, gọi là hệ thống tôn giáo, đã đóng đinh Ngài.
và tất cả các tông đồ thân cận của Ngài, cũng như nhiều tín hữu khác tin tưởng và làm theo lời dạy của Chúa Giê-xu. Ôi trời ơi, thời Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa là đệ tử, anh rể và anh họ của Ngài. Nhưng vì ganh tị, ông đã nhiều lần muốn giết Phật. Chỉ một lần duy nhất ông thành công làm đứt ngón chân của Ngài. Nhưng nhiều lần khác ông đã mưu hại. Ông ta đã cố gắng hết sức để giết Đức Phật vì ganh tị. Bởi vì ông ta không biết Đức Phật có lực lượng thiêng liêng lớn lao bất khả tư nghị. Đề Bà Đạt Đa này thật mù quáng. Ông ta tưởng Đức Phật chỉ ngồi đó, mặc chiếc áo cà sa như ông và chỉ có vậy thôi. Nên ông ta có thể làm những điều tương tự, hoặc thậm chí tốt hơn ông ta nghĩ. Ông ta còn thông minh hơn Đức Phật, và ông ta cố gắng hết sức bôi nhọ Đức Phật, hoặc làm đủ thứ chuyện, thậm chí còn ráng làm cho ông ta trông có vẻ tốt hơn Đức Phật bằng cách đưa ra thêm quy định nghiêm ngặt cho tăng đoàn, nhưng những quy định đó không cần thiết chút nào. Họ quá cuồng tín, chỉ để khoe khoang, chỉ để thu hút sự chú ý. Đức Phật ở trong một hệ thống phương giả trung đạo, và Ngài rất thông minh, ngay cả chỉ nói những điều tiêu chuẩn của con người, không giống như Đề Bà Đạt Đa. Nếu một người thích giết chóc như ông ta, thì quý vị biết ông ta chẳng là gì cả, đó chỉ là ghen tị, thích tranh cãi, thích tìm cách gây sự với Đức Phật, với các bậc thánh nhân. Tại vì cảm thấy mình quá hèn mọn khi so sánh, và ông ta không thể thắng được. Vì thế, ông ta càng ghen tị hơn khi thấy Đức Phật luôn ngày càng có nhiều người theo Ngài. Trong khi Đề Bà Đạt Đa đã cố gắng rất nhiều, ông ta chỉ có tối đa vài trăm người theo. Vì vậy, ông ta luôn cố gắng giết Đức Phật. Và ngay cả vậy, Đức Phật vẫn khoan dung với ông ta. Khi ông Đề Bà Đạt Đa bị bệnh, Đức Phật giang tay một khoảng cách rất xa để gia trì đầu và thân của Đề Bà Đạt Đa để ông ta được chữa lành khỏe hơn. Nhưng ngay cả vậy, Đề Bà Đạt Đa cũng không biết ơn. Ông ta còn nói rằng Đức Phật cố gắng hết sức để nổi tiếng hơn, bởi vì làm Phật chưa đủ tốt cho Ngài, nên bây giờ Ngài phải ráng trở thành y sĩ. Trời ơi! Đức Phật không bao giờ quan tâm về những điều như vậy. Mọi thứ trên thế gian này đều hoán tưởng đối với Ngài, bởi vì Ngài biết thế giới thật. Đức Phật biết thế giới thật bên trong. Cũng như nhiều vị Phật khác, nhiều minh sư của mọi thời đại, trong tất cả các thế giới, tất cả các Ngài đều biết. Chỉ có những kẻ vô minh, trình độ thấp và hạ thấp, như Đề Bà Đạt Đa mới nghĩ những điều như vậy về Đức Phật. Và thời nay, quý vị có thể thấy điều tương tự, chúng ta cũng có. Tôi không muốn đề cập đến Phật không phải là một danh hiệu. Đó là một từ bao hàm công đức, vô lượng, sự hy sinh, tình thương, lòng khoan dung, từ bi, bao la, và hơn thế nữa, cả trí huệ nữa. Đó không phải là một danh hiệu thôi. Cũng cô đơn mà thôi, cũng cô đơn mà thôi.